Chào tất cả quý vị đang quay trở lại cùng với phần chia sẻ và bình luận trên kênh của Quỳnh. Kính thưa quý cô chú bác anh chị em, chân thành cảm ơn sự tham gia chia sẻ của quý vị trên diễn đàn trong tinh thần bước ra khỏi sự khác biệt bằng văn minh tử tế. Thưa quý vị, nếu quý vị nào còn nhớ, hình như tôi là YouTube đầu tiên đưa thông tin về chuyện gia đình của sư Thích Minh Tuệ. Và lúc khi tôi đưa cái thông tin về gia đình của sư Thích Minh Tuệ thì rất là nhiều anh chị phản ứng. Tôi không nhớ là quý vị còn nhớ cái clip này của tôi không, hay bây giờ mình sẽ up lại ha, mình cũng sẽ re-up lại. Mới nói có mấy ngày đâu mà giờ nó đúng quá, giờ chắc có khi là phải up lại. Có một cái clip mà tôi chạy tiêu đề và quý vị bảo rằng là nói không đúng, nhưng mà bây giờ quan sát hết toàn bộ những nội dung trên mạng và quan sát luôn kể cả là các diễn biến xung quanh vụ việc thì tôi nghĩ rằng một lần nữa chúng ta không có nói sai về bất kỳ chuyện gì hết. Không rõ là mọi người có nhớ cái clip này không? Nếu mà không nhớ thì mình để lên nhân tiện mình quảng cáo cho mình cái, chứ mình nói đúng mà, đúng không? Đây, để tôi xíu nha. Đây, quý vị có nhớ cái clip này không ạ? Cái clip này là mình nói vào ngày, tôi xem thử ngày bao nhiêu nha. Cái đây hơn tuần, vào ngày 10 tháng 6. Điểm yếu của thầy Thích Minh Tuệ. Không rõ quý vị có nhớ cái clip đó không ha? Tôi tin rằng là nếu mà bây giờ ai nghe lại cái clip này thì chắc có khi lại là nhìn thấy mình nói không sai xíu nào đó. Đây. Sao con gì nó cứ. Đây. Hồi đó khi bà nói đến cái clip này á, dùng cái clip này lên bắt đầu là trong này có rất là nhiều người cho rằng là nói không đúng, hoặc là không có điểm yếu nào. Hoặc là tôi nhớ mà để tôi coi thử coi, có một số người đó xem thử coi ha, trong này có nhiều người nói đó, có người đồng ý nhưng mà cũng có người không điểm yếu. Thầy không có điểm yếu và cũng không có điểm mạnh. Thầy đã quyết định đi tu rồi thì thầy buông bỏ tất cả, kể cả là thân xác của thầy. Không khéo họ lợi dụng gia đình thầy để trục lợi, kêu gọi biếu quà cáp rồi nói lợi dụng tôn giáo trục lợi ghép tội thầy. Thầy chẳng có điểm yếu nào, thầy đi tu 13 hạnh đầu đà, nguyện đi bộ hành đi khất thực suốt đời, nguyện buông bỏ hết tất cả thì không còn gì áp đảo thầy được. Thầy không quan tâm tới những gì ở đời, ngay cả gia đình cũng không màng. Cha mẹ thầy đã đồng ý ký giấy cho thầy đi xuất gia từ hơn 6 năm trước. Ước nguyện duy nhất của thầy là được đi bộ hành, đi khất thực, xin ăn để tu học theo Phật mà thôi. Ai muốn làm gì thì làm, thầy không quan tâm, chỉ yêu cầu đừng làm phiền thầy mà hãy để yên cho thầy tu tập. Đó, coi tư ở chút nha, coi xíu xuống dưới một chút nữa nha. Thầy đã buông bỏ hết, nếu thầy đã chứng thánh thì không ai lay chuyển được, còn nếu phàm phu thì như chị bàn thì đúng. Xin hãy tu thì mọi việc ta mới sáng tỏ được, còn con mắt phàm phu mà nhận định bậc thánh thì như cốc ngồi đáy giếng mà thôi cũng vui. Đây là nghiệp chứng trong quá khứ của thầy. Tôi coi thử coi ha. Tôi không nghĩ thầy có điểm yếu gì. Thầy đã vượt qua hai cái thân tâm chính là cốt lõi của đức bổn sư. Tự nó nói lên buông xả của thầy về tánh không, tự nói lên thầy đang hòa mình vào vạn vật của vũ trụ. Hỡi những bạn đã vào chùa đã lâu rồi sao không đi thực hành. Hai cuộc phần ba cuộc đời đó, viết dài quá thôi bỏ qua đi ha. Cô nói chuyện rất là mâu thuẫn. Một người tu sướng trong chùa cũng không muốn để yên như không được xin tiền cúng dường. Một người nhạc sĩ cả nghệ sĩ nghệ không muốn ép bị yên như là núp trong nhà. Cô định nghĩa để yên cho một người dân được quyền tự do đi đây đó như một người dân bình thường. Để yên là yêu cầu công an để yên dân, chứ cô có muốn công an cũng bắt cô sống như sư Minh Tuệ được không? Tôi không biết ai xúi bậy công an làm cái chuyện tầm bậy như bắt một người đang đi tu hành xác.
Cách tu hành sát phải ở đây, đi đây đó khất thực tạo ra giác ngộ cho người có duyên nhìn thấy tiếp xúc, chứ không phải tu trong chùa ở trên núi. Tu sao không phải là trách nhiệm của công an. Ai theo sư Minh Tuệ mà phạm tội luật pháp thì cứ phạt họ. Tuy nhiên bắt giam người ta suốt đời thì sẽ không làm, giết cũng không được, thả ra cũng không được. Chỉ có cắt chức công an thì có thể làm được, nhưng tại sao tự nhiên lại đi chuốc họ vào thân? Ở Mỹ đã có hồ sơ lên án, kết quả ra sao, nhưng có thể có luật bất lợi cho kinh tế Việt Nam. Xưa nay quân tướng giỏi thì chỉ chọn chiến trường nào có phương tiện tốt mới đánh, phương tiện không tốt thì không đánh mà rút, chứ không ai chiến trường nào cũng đánh. Sư Minh Tuệ là chiến trường không nên đánh, vì kết quả dù có thắng hay thua thì kết quả đều không có tốt. À, tôi coi ở dưới có người nói điểm yếu là sự dính mắc tình cảm gia đình. Rồi, à, ở dưới là nhiều người không tin lắm. Nói chung đó là tôi không chấp nhận bất cứ loại nào bám vào những người thân của thầy để làm video, cũng chỉ là dạng âm bám. À, đã nhiều lắm, lâu lâu mình đọc lại. Mất dạy quá, tu bộ hành, bộ tu hành hơn thầy chưa mà dám nói điểm yếu của thầy. Đó, bạn lành từ thiện nào đây nè. À, rồi nói lòng vòng. À, rồi kéo xuống dưới nữa, làm sao tôi có thể dự đoán chính xác cho quý vị được khi mà tôi còn chưa biết là chuyện gì nó đang xảy ra. Nhưng mà tôi để cho quý vị xem những cái đoạn video clip ở trong cái clip này đó, là để cho quý vị nhớ rằng là chúng ta đã từng nói tới vào ngày hôm nay. Thì đúng là tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một đoạn thôi. Báo này nó dài lắm, nhưng mà tôi chỉ đọc một đoạn cho quý vị nghe thôi, để quý vị thử coi cái điểm yếu đó có đúng là điểm yếu hay không. Thì truyền thông họ khai thác hết mọi giá mọi cách còn gì. Mấy bữa nay mình không đọc báo, không cập nhật thôi, chứ tôi vẫn theo dõi để yên đó. Đến lúc mà mình thấy chiến lược nó rõ ràng ra rồi thì mình nói. Ở đây là tờ báo Vietnamnet, cơ quan của Bộ Thông tin Truyền thông. Khi nào ông Thích Minh Tuệ và gia đình thoát cảnh bị đeo bám? Nhiều người hưởng lợi từ việc khai thác hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ, nhưng bản thân ông và gia đình thì chỉ nhận về những rắc rối, không biết khi nào mới thoát được. Rồi trong đó là họ quay những cảnh clip mà mấy chị đổ bộ vô, rồi xếp hàng chụp ảnh, rồi check in, rồi mặc áo màu, áo hoa rồi đó. Thì đây, trong này ghi: không gian riêng tư của một gia đình là nơi bất khả xâm phạm nếu chủ nhà không cho phép. Nhà là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình ông Thích Minh Tuệ, trong đó có bố mẹ ông, nay tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên nơi đây lại bất ngờ trở thành địa điểm tham quan bất đắc dĩ, khiến cuộc sống của gia đình ông Thích Minh Tuệ bị đảo lộn hoàn toàn. Bất chấp sự vắng mặt của nhân vật chính, một số người dân liên tục quấy rầy gia đình ông Thích Minh Tuệ, khiến bố mẹ ông đáng lẽ được nghỉ ngơi thì phải tiếp khách từ sáng đêm. Không gặp được bố mẹ ông Thích Minh Tuệ, hàng trăm người dân kéo đến nhà bố mẹ đẻ của ông đảnh lễ quay phim chụp ảnh. Có lẽ không một ai muốn mình hót đến mức này đâu, bởi lợi thế không thấy, chỉ thấy sự rắc rối và sự phiền nhiễu. Ông Thích Minh Tuệ rõ ràng không thể yên thân để tu tập khi nhất cử nhất động đều có người đi theo ghi lại. Còn gia đình ông thì không thể có một cuộc sống bình thường như trước. Quay trở lại, cơn ác mộng của gia đình ông Thích Minh Tuệ. Rồi, đổ lỗi là những người đi theo ông Thích Minh Tuệ là kiếm hơn, có lượng view rất lớn, thậm chí có những streamer đi theo ông Thích Minh Tuệ kiếm hơn 60 triệu đồng một ngày. Mối lợi quá lớn này khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm đạo đức, miễn là có hình ảnh về ông Minh Tuệ câu view cho kênh, sau đó là kiếm bộn tiền. Họ không màng tới việc mình đang làm phiền, thậm chí lợi dụng hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ để phục vụ cho mục đích riêng. Sau một tuần ẩn tu có lẽ là khoảng lặng hiếm hoi, ông có thể an tĩnh để tu hành khi không ai biết ông ở đâu để đi theo. Tuy nhiên kể từ lúc ông xuất hiện trở lại, cụ thể là ngày 8 tháng 6, nhận căn cước công dân về quê Gia Lai, thì cơn ác mộng lại quay về. Nói khúc này lát nữa mình bình luận sau nha, tôi đọc một lần thôi. Nhiều người phải thốt lên khổ như ông Thích Minh Tuệ, bởi quá thương một người tu hành mà ngay cả quyền riêng tư cũng không còn. Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, mẹ đẻ ông Thích Minh Tuệ, chia sẻ với VN Express ngày 13 tháng 6: hai ngày nay nhà tôi không ai ăn uống ngủ nghỉ gì được. Tôi bị huyết áp cao mà phải đón khách từ sáng sớm đến tận đêm khuya nên rất mệt. Nhiều khi đến bữa cơm họ cũng vào quay phim chụp ảnh, khiến ông nhà tôi chỉ dùng được ít nước canh rồi đứng dậy, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Còn ông Lê Xuân, bố đẻ ông Thích Minh Tuệ, dù đã 85 tuổi nhưng vẫn phải tiếp khách từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Theo bà Mai, nguyện vọng của ông Thích Minh Tuệ là không đóng cửa, ai đến cũng đón tiếp bình thường, nên gia đình không còn cách nào khác.
Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài thì ông bà không thể chịu đựng nổi. Bà Mai mong nếu có cơ hội, ông Thích Minh Tuệ được sang Ấn Độ tu tập một thời gian cho ổn định. Và cũng rất nhiều lần ông Thích Minh Tuệ đó, đủ thứ các kiểu sau bỏ ra. Cái khúc cuối cùng là gì? Cái khúc cuối cùng là bà Mai mong nếu có cơ hội thì ông Thích Minh Tuệ được sang Ấn Độ để tu tập một thời gian cho yên ổn. Vậy một lần nữa, gia đình đã thực hiện đúng theo cái gợi ý của công an. Quý vị nghĩ tự nhiên ông công an ổng xuất hiện để ổng nói cho quý vị nghe là có đi Ấn Độ hả? Không có, công an gợi ý hết á, công an vẽ đường hết á, còn gia đình chạy tới đâu lại là chuyện khác. Quý vị nhớ là trong cái video clip mà nó liên quan tới chuyện ông Sư Thích Minh Tuệ đi làm căn cước công dân, quý vị nhớ không? Từ trong cái video clip đó là đã có gợi ý đi Ấn Độ rồi. Nhưng mà họ khai thác gia đình để phục vụ mục tiêu này là hoàn toàn là một cái kịch bản. Mà ở đó không có thấy bóng dáng của công an, không có thấy bóng dáng của chính quyền, mà chỉ là vì đám đông làm cho quá mệt mỏi, chỉ là vì đám đông làm cho quá ồn ào thì mới đi sang Ấn Độ để tu tập. Chiến lược, quý vị thấy chiến lược hay không? Gia đình, đầu tiên là gia đình đề nghị làm căn cước công dân cho Sư Minh Tuệ. Tiếp theo là gia đình đề nghị là cho sang Ấn Độ tu tập. Hai đề nghị này nếu có, đó là đáp ứng nguyện vọng của gia đình Sư Minh Tuệ, chứ không có đây họ công an họ gợi ý rất là rõ nha. Lúc mà trao cái căn cước công dân thì quý vị biết rằng là gợi ý rất là rõ. Đây tôi để cho quý vị nghe lại chứ không quý vị quên. Trước đó đó mình lại bấm lộ. Phỏng vấn ở trên. Ủa đâu mất rồi? Đây. Mình xem thì mình thấy là công an nói rất rõ là nếu mà có duyên thì sẽ đi sang Ấn Độ. Đầu tiên là làm căn cước công dân là có cơ hội đi nước ngoài. Làm căn cước công dân là có cơ hội đi nước ngoài trước. Xong sau khi mà làm căn cước công dân có cơ hội đi nước ngoài thì cái quốc gia được định hướng, công an được định hướng tới là Ấn Độ luôn. Và từng bước họ phục vụ cho cái thông tin này. Hôm trước có ai nói rằng là nổi cái tin, thông tin về chuyện đi Ấn Độ là tin giả mà cũng đem ra phân tích. Tôi xưa giờ chưa bao giờ phân tích cái nào là tin giả hết. Chỉ là khi nào cái tin đó từ phía chính quyền nó thành thiệt và họ làm gì để biến cái chuyện mà tin đó nó thành tin thiệt thôi. Sau đây là anh Tú xin được cất căn cước công dân này và luôn luôn mang theo nó trong người và sử dụng nó rất nhiều cái tiện ích như là đi máy bay này, thế rồi là đi khám bảo hiểm y tế này. Làm căn cước công dân là đi máy bay đúng không? Mà đi máy bay thì đi đâu? Không có tiền lấy đâu đi máy bay. Sau cái chuyện mà đi máy bay là tới cái làm gì? Việc khác nó phục vụ đến sự bản thân mình. Sau chuyện đi máy bay là tới chuyện đi Ấn Độ. Nếu mà có cơ duyên nào đó để sang Ấn Độ tu tập thì sao? Phải rõ ràng không? Mình không có thêm, không có bớt, không có nói thêm, nói bớt gì cả. Trụ sở công an. Chúng ta sẽ đi vào phần bình đây nè, để khỏi cãi nhau nha. Đây đã, tôi sẽ chiếu lại cho quý vị. Mở màn bằng cái thì từ đây đó mình đã quản lý. Và nhiều việc khác nhân dân nó có liên quan. Đây là cũng đều nói cái này là mình vui vẻ hài lòng hay là không vui vẻ hài lòng đối với con của là nó mà đem câu hỏi mà người không có căn cước chứ không trả lời chứng minh nhân dân rồi có giấy căn đó thấy không? Ở đây đó là mình sẽ thấy công an hỏi rất là gài rất là rõ là đây, cái này mới là đúng nè, cái này mới là gốc nè. Tôi cắt tùm lum hết, nó không có gốc. Đây, cái gốc đây nè. Tôn thì cũng đều tốt đẹp, con ước mong là nó mà đem đến đảm bảo cho mình tu hành, thiền định, trí tuệ được thì đều tốt đẹp. Ai gì đẹp đẹp. Có căn cước công dân rồi, biết đâu một cái cơ duyên nào đó
được về thăm Đức Phật ở Ấn Độ chẳng hạn, thì ông nghĩ sao về điều này? Đó, có căn cước công dân rồi, biết đâu có một cơ duyên nào đó được về thăm Đức Phật ở Ấn Độ. Công an mở ra từ rất sớm, cái này là vào ngày 10. Và gia đình bây giờ là đi theo đúng cái hướng là tạo điều kiện, có cơ hội tạo điều kiện cho sang Ấn Độ tu tập. Cả hai lần đều là ước nguyện của gia đình cả. Ước nguyện thứ nhất là ước nguyện liên quan tới việc làm căn cước công dân của gia đình. Anh trai, ông Tuấn làm đơn đề nghị cơ quan chức năng cung cấp, hoặc là đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để làm lại căn cước công dân cho em trai tôi. Lần thứ nhất là người anh, lần thứ hai là người mẹ, có phải không? Cả hai lần gia đình đều được sử dụng rất là hợp lý, và cơ quan chức năng chỉ làm theo nguyện vọng của gia đình thôi, thì ở đây họ sẽ tránh được cái chuyện là cưỡng ép, cưỡng chế gì, khỏi ai nói xấu vô hết. Đấy, làm căn cứ công dân, thực hiện đúng nghĩa vụ công dân là ông anh trai. Bây giờ đến bà mẹ là vì quá mệt mỏi với đám đông, cho nên bà mẹ mong muốn cho con được có cơ hội sang Ấn Độ để tu tập. Cả hai lần nếu có làm thì chứng minh ra ngoài với thế giới, với quốc tế, tôi làm theo nguyện vọng gia đình của ông này. Vậy dựa trên căn bản thứ nhất, công dân Lê Anh Tú tức là hành giả Thích Minh Tuệ là người đủ tuổi thành niên và là người có năng lực, có thể chịu trách nhiệm về những chuyện mình làm, tại sao họ lại vận dụng gia đình trong này? Gia đình là điểm yếu của sư Minh Tuệ. Và thậm chí ở đây đó, mình đi ngược trở lại, theo nguyện vọng của sư Minh Tuệ là không đóng cửa, ai đến cũng đóng tiếp bình thường, nên gia đình không còn cách nào khác. Việc đóng tiếp này được gia đình thông báo là đóng tiếp bởi vì theo nguyện vọng của sư Minh Tuệ. Đây là gia đình nói, mình không biết là nguyện vọng của sư Minh Tuệ là như thế nào, trong bối cảnh ra làm sao, nên mình không có đoán được cái phần này. Tôi cho rằng là sư Minh Tuệ là người có nguyện vọng đón, có nguyện vọng là người ta tới thì cứ đón. Đương nhiên sư không có sống ở trong nhà đó, những người trong nhà đó sẽ phải là người điều chỉnh cái nguyện vọng này, làm sao cho nó phù hợp với tình hình của gia đình, chứ đâu phải ổng không có ở trong nhà, ổng đi tu, ổng đã không coi đó là nhà, ổng coi tất cả mọi người đều là anh em, cha mẹ, bạn bè. Mà bây giờ làm theo một cái nguyện vọng dẫn tới mình bị mệt mỏi, thiệt hại. Nên nhớ quan điểm của sư Minh Tuệ từ trước tới giờ là gì? Ai làm gì, ai quyết định gì, ai như thế nào là người đó tự chịu trách nhiệm với các cái quyết định của mình. Đúng không? Nên ở đây quý vị sẽ thấy rằng là nếu cho rằng nguyện vọng của sư Minh Tuệ là để người ta tới đón tiếp, thì gia đình sẽ dựa trên cái nguyện vọng đó và tình hình thực tế của gia đình để đón tiếp khách. Chứ đâu phải là làm theo mở cửa nhà, đâu phải chùa, đâu phải công viên. Công viên ở bên Mỹ này còn đến giờ còn đóng, 9 giờ tối là đóng cửa, đâu có chuyện mà mở ra, không có đóng cửa. Nên ở đây vẫn là gián tiếp đổ qua theo nguyện vọng của sư Minh Tuệ. Khi mà chúng ta nói rằng là ủa sao nhà mà không đóng cửa, nhà riêng muốn mình muốn tiếp tiếp không tiếp thì thôi, thì nói đó là nguyện vọng của sư Minh Tuệ. Nhưng nếu gia đình là những người ý thức được cái chuyện mà mình phải đối diện, thì họ có quyền lựa chọn chứ. Sư Minh Tuệ cũng tôn trọng sự lựa chọn của người khác, thì người khác cũng tôn trọng sự lựa chọn của sư Minh Tuệ. Chứ khúc này đổ lỗi rằng là sư Minh Tuệ bảo phải có người tới đón tiếp, phải có người người ta tới thì cứ đón. Khúc này mình lại thấy nó sai ở cái chỗ là giải thích làm theo nguyện vọng. Nhưng mà khi giải thích làm theo nguyện vọng như vậy đó, thì nó lại không có phù hợp ở cái chỗ là tình hình thực tế đâu có sư Minh Tuệ ở nhà đâu, mà cho rằng là gia đình phải làm theo, hoặc là gia đình phải làm theo cái ước nguyện của một người không có trong cái tình hình thực tế đó. Chưa kể nữa, nếu mà nói làm theo nguyện vọng của sư Minh Tuệ thì lại nhớ rằng vì đông người quá họ cho rằng sư Minh Tuệ phải ẩn tu rồi. Cái khúc này đó, nếu mà tôi phân tích từng câu từng chữ thì quý vị sẽ thấy cái chiến lược là gì. Chiến lược vẫn là đổ lỗi cho đám đông làm phiền gia đình, và đổ lỗi cho đám đông làm phiền gia đình, và gia đình không có sự lựa chọn nào ngoài chuyện làm theo nguyện vọng của sư Minh Tuệ. Nhưng mà chắc chắn không có ai đến cái độ, không ai đến cái độ mà tôi tin á, quý vị sẽ thấy tôi coi những cái hình ảnh trên này tôi cũng thấy hơi mắc cười, là người đi vô nhà sư Minh Tuệ đó cứ giống như mấy chị quần chúng nhân dân ở trong mấy cái màn trò đánh ghen với tôi vậy đó.
mặc áo thì chùm kín mít, đầu thì đội mũ, ngồi để chụp cho nó có hình đám đông cho nó quay, rồi bà con kéo vô rồi ngồi trước ở ngoài, ở trong hình ảnh quay những người tới đảnh lễ quay phim. Và thật sự nếu ở đây cái câu chuyện mà liên quan tới chuyện mà Sư Minh Tuệ mà người ta kéo tới nhà đó, thì thứ nhất gia đình là người quyết định chứ không phải là Sư Minh Tuệ, nên đổ qua là ngày nào cũng phải mở cửa ra đón tiếp người mà đổ qua tại vì làm theo nguyện vọng của Sư Minh Tuệ. Thì tôi tin rằng đó là chuyện mà đến trẻ con đó, nếu quan sát kỹ cũng sẽ thấy nó rất là bất hợp lý. Còn không biết quý vị có thấy bất hợp lý hay không thì tôi không biết. Và từ đó mới tới cái mong muốn là ở đây nếu mà có cơ hội đó là từ ai tạo ra thưa quý vị? Nếu mà có cơ hội thì con đây, báo VN Express, báo Vietnamnet nêu rất là rõ là ở đây bà Mai mong nếu có cơ hội ông Thích Minh Tuệ được sang Ấn Độ tu tập một thời gian cho ổn định. Đây là nguyện vọng của mẹ Sư Minh Tuệ. Vậy còn nguyện vọng của Sư Minh Tuệ thì sao? Nguyện vọng của Sư Minh Tuệ thì sao? Và tại sao phải là sang Ấn Độ để tu tập? Câu hỏi này là một câu hỏi mà chúng ta sẽ trả lời sau. Nhưng tôi quay trở lại ở cái đoạn giai đoạn như thế này. Đây, báo chí bắt đầu định hướng thông tin lại theo kiểu này. Sau suốt một tuần ẩn tu, ông sư thích của Sư Thích Minh Tuệ có lẽ là khoảng lặng hiếm hoi để ông có thể an tĩnh để tu hành khi không ai biết ông ở đâu để đi theo. Tuy nhiên kể từ lúc ông xuất hiện trở lại, cụ thể là ngày 8 tháng 6 khi nhận căn cước công dân và về quê Gia Lai. Khúc này giống như là chưa hề có cuộc đàn áp xảy ra. Ngày 3 tháng 6 là họ đàn áp, họ cưỡng chế, họ ép buộc đưa lên xe, đưa Sư Minh Tuệ đi từ Huế về lại chỗ nào đó mình chưa biết, rồi sau đó cho xuất hiện là ở ngay tại Gia Lai. Cho Minh Tuệ có tự đi nhận căn cước công dân và tự về quê Gia Lai đâu. Họ tổ chức, họ đánh úp, họ biết, họ giấu ông Minh Tuệ đi, họ cho Minh Tuệ xuất hiện trở lại. Rồi họ nói rằng khi ông Minh Tuệ xuất hiện trở lại là cơn ác mộng quay trở lại, khi mọi nhất cử nhất động đều bị quay lại và đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Nó là một cái chiến lược sắp xếp. Mình thấy rất rõ ràng cái chiến lược này là chiến lược mà ở đó công an họ khai thác hình ảnh của Sư Thích Minh Tuệ để phục vụ cho cái mục tiêu thứ nhất là không có chuyện đàn áp tôn giáo, đúng không? Công an họ đang sử dụng cái mục tiêu này. Bây giờ nếu đụng vô hỏi, ủa tại sao ông bắt ổng đi làm căn cước công dân? Tại vì gia đình ổng mong muốn. Ủa tại sao ông không bắt ổng đi qua bên Ấn Độ? Tại vì gia đình ổng mong muốn, đó là nguyện vọng của gia đình. Đầu tiên gia đình, lấy lý do là gia đình, để nó hợp thức hóa với cái quan điểm chung của xã hội là gì? Là đây là nguyện vọng của gia đình, đề nghị tôn trọng chuyện của gia đình. Và đây là quyết định của gia đình. Đầu tiên, tất cả mọi điều mà chính quyền đang làm là để phục vụ lợi ích của gia đình ông Minh Tuệ và phục vụ lợi ích của ông Minh Tuệ. Thì ngay chỗ này đó, ai nói là đàn áp tôn giáo hay gì đó thì họ sẽ dở cái lá bài này ra là chúng tôi làm theo nguyện vọng của gia đình. Còn gia đình tại sao mệt mỏi thì quý vị cũng đã biết rồi. Gia đình tại sao mệt mỏi thì quý vị đã biết rồi. Thứ nhất, nếu gia đình thật sự mà nhìn ra được hoặc là hiểu được tâm tư nguyện vọng của Sư Minh Tuệ thì tôi tin rằng là không có chuyện gia đình phát ngôn và gia đình xử để nhà mình biến thành cái chỗ vườn không nhà trống như vậy. Nhưng ở đây không có sự lựa chọn nào cả. Không có sự lựa chọn nào ngoài cái sự lựa chọn là họ để cho mọi thứ nó thả nổi ra, nó trôi nổi ra, bắt đầu đi sửa. Ví dụ như hiện tượng của Tuệ Đức ở nhà Sư Minh Tuệ ngày hôm nay cũng vậy. Bắt đầu có thông tin là ông Tuệ Đức bị mời đi.
khi mà có xe tới biển số đẹp, biển số xanh rồi tới mời đi thì nó đáp ứng được một phần nguyện vọng của công chúng. Là sao tự nhiên ông Tuệ Đức bị mời đấy? Đây là bởi vì công chúng mong muốn rằng ông Tuệ Đức là người mà tự nhiên xuất hiện, được cho là đi theo Sư Minh Tuệ. Bây giờ vô nhà Sư Minh Tuệ có mục đích gì? Thì cơ quan chức năng giải tỏa ngay cái thắc mắc của cộng đồng mạng là mời ông Tuệ Đức đi làm việc. Như tôi có nói với quý vị đó, trong bối cảnh này người nào mà tiếp cận gia đình Sư Minh Tuệ với mục đích gì, họ cho tiếp cận thoải mái, họ cho lợi dụng thoải mái, họ cho câu view thoải mái, rồi từ từ họ xử lý những cái tình huống đó để làm sao phục vụ tốt nhất cho mục đích là cơ quan chức năng có quan sát và theo dõi để có thể là làm theo nguyện vọng của quần chúng nhân dân nhằm bảo đảm được quyền tu tập tốt nhất của Sư Minh Tuệ. Và một số người bắt đầu dẫn theo cái chiến lược tấn công là ông Tuệ Đức này không phải là người tu, rồi ông Tuệ Đức này là có ý đồ gì, rồi bây giờ đó họ sẽ lên đính chính ngay. Tôi thấy các kênh trong đó trung tá quân đội rồi lên kiểu là cơ quan chức năng mời đi rồi, phải không? Đám đông vẫn đang bị thao túng và sử dụng theo một cách rất hiệu quả, là không có chuyện đàn áp, chỉ là vì đám đông làm cho gia đình của Sư Minh Tuệ mệt cho nên họ sẽ từng bước xử lý. Nếu gia đình, nếu ông Minh Tuệ mà đi Ấn Độ là vì nguyện vọng của gia đình, và gia đình thì nghĩ là vì đám đông tới làm phiền quá, mệt mỏi quá cho nên chọn đi Ấn Độ. Còn lại nguyện vọng của ông Minh Tuệ là gì? Là bộ hành sang Ấn Độ thì sao? Ai tổ chức, ai tạo điều kiện? Không thấy nói. Nên ở đây, ngày nào mà ông Minh Tuệ còn chưa có thể xuất hiện một cách tự do, tự nhiên, với lý do là do người ta tụ tập, thì ngày đó chúng ta vẫn thấy rằng đây chính là nhiều hình thức chèn ép, cưỡng chế buộc ông Minh Tuệ phải thay đổi cái lựa chọn của mình là tu theo 13 hạnh đầu đà. Hiểu như vậy nó mới đúng. Quý vị cũng sẽ thấy ở đây là nếu cho rằng là gia đình mệt mỏi thì rất đơn giản, gia đình có một sự lựa chọn, nhưng gia đình không có lựa chọn là vì muốn làm theo nguyện vọng của Sư Minh Tuệ. Tất cả nó đều có lý do hợp lý hết, và mình theo dõi, mình quan sát thì mình sẽ thấy rằng nguyện vọng của Sư Minh Tuệ là gì, ai quyết định cái gì thì tự chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Tất cả mọi người đều là anh em bạn bè, ổng không có muốn người nào làm theo ý ổng hết, đúng không? Ổng không có muốn người nào làm theo ý ổng hết. Ai cũng có thể tự làm theo ý mình. Mình vui thì mình làm sao mình cảm thấy hoan hỷ thoải mái thì mình làm. Tất cả thông điệp của Sư Minh Tuệ đều là như vậy. Vậy thì tại vì lý do này hay vì lý do kia, đúng không? Rồi bắt đầu ngày hôm nay cũng bắt đầu có thông tin là ngày mai sẽ xuất hiện trở lại, sẽ đi khất thực trở lại. Ủa, ai thông báo? Ở đâu ra những thông tin hành lang như vậy? Là cái nhóm đang quản lý, khai thác và sử dụng hình ảnh của ông Minh Tuệ đó. Họ đang khai thác và sử dụng hình ảnh của ông Minh Tuệ, ông mới có thông tin bắt đầu là thông báo. Là nãy tôi còn đọc thông báo ở trên này nè, đây nè, viết thông báo. Thông báo sáng mai thầy đi khất thực và về lại cốc thầy ở cho mọi người vào thăm. Các chốt đã được dựng lên lại, thấy không? Mà trước đó thì họ lại có tiếp cái thông tin là gì? Gia đình mong muốn Sư Minh Tuệ được tạo điều kiện sang Ấn Độ để tu tập. Rồi bắt đầu các YouTube chạy theo là làm hộ chiếu cho các sư đi theo, thư này sư kia. Nó đều nằm trong cái vòng, ở đây là vòng kiểm soát thông tin và vòng chiến lược, là tạo cho cộng đồng mạng có nhiều cơ hội để chạy theo các thông tin này. Còn hiểu và nhận diện cái bản chất của thông tin này ở đâu thì lại là do chúng ta có đủ kinh nghiệm với thực tế hay không nữa. Quần chúng thì thấy rất là đơn giản là thầy xuất hiện trở lại rồi, vui quá. Có người lại bảo rằng nhiệm vụ bây giờ là chỉ cần biết tung tích của Sư Minh Tuệ ở đâu. Tôi không có cần biết Sư Minh Tuệ ở đâu, bởi vì đối với tôi là Sư Minh Tuệ bao giờ cũng an toàn, và an toàn tuyệt đối luôn. Lúc này chỉ cần ổng bị sơ sẩy một chút thôi, lỡ bị cái gì một chút thôi, tôi bảo đảm với quý vị sẽ có người bị kiểm điểm. Và sự an toàn của Sư Minh Tuệ lúc này chính là sự nghiệp chính trị của rất nhiều người trong đó. Nên ổng không có bị gì đâu, chắc chắn Sư Minh Tuệ không bị gì. Với kinh nghiệm cá nhân của tôi biết
Khi mình đã trở thành tâm điểm thì mọi con mắt của quần chúng sẽ chính là cái khiên trắng để bảo vệ mình. Chỉ khi nào mà người ta không còn quan tâm tới mình nữa, người ta quên mình đi, người ta không bận tâm tới mình nữa, thì lúc đó may ra hoặc là xui lắm lúc đó mình mới bị. Còn cái lúc này chẳng ai dại dột gì. Và đương nhiên bối cảnh này thì quý vị đều biết là Sư Minh Tuệ không khác gì một người đang bị quản chế và giam lỏng cả. Chỉ là quý vị nhận diện cái tình huống đó như thế nào thôi. Đi cho dù là các đoạn do công an căng ra thì quý vị cũng thấy sẽ thấy có hai thường phục đứng hai bên để chặn, để quay phía sau clip thôi. Cho nên nếu bảo rằng là Sư Minh Tuệ bị cái gì thì tôi nói thật với quý vị là sư không bị gì cả. Các anh chị ở bên nước ngoài thì cứ thích đi theo cái thuyết âm mưu. Thưa anh chị, là một người trải nghiệm trong cái môi trường tù đầy, là một người được truyền thông quan tâm và lên tiếng, tôi biết chắc chẳng bị gì cả. Và họ đang khai thác cái chiến lược này để anh chị chỉ cần vu vạ rằng là bị gì, bị đàn áp, bị mất tích, bị làm gì đó, thì họ sẽ ngay lập tức có câu trả lời đó. Họ trả lời cho dân biểu của Hoa Kỳ và ngay lập tức toàn dân là tin liền. Đó thấy chưa, tụi phản động nó nói mất tích đồ thầy, mất mạng rồi. Rồi quay trở lại. Mà ai tung tin ra mất tích, mất mạng cũng là bên phía công an an ninh thôi, chứ không có ai hết á. Khi người ta chỉ đặt câu hỏi là liệu ổng ở đâu, có an toàn hay không, công an đã làm gì với ổng rồi, thì ngay lập tức nương theo là bắt đầu tung thông tin giả ra là bị ảnh hưởng rồi, không còn mạng nữa. Và họ để điều chỉnh thông tin đó để làm gì? Để cho rằng việc thông tin sai lệch là do phản động, do thế lực thù địch. Nên mình nhìn thấy là theo cái chiến lược của công an rất đơn giản. Anh trai nhờ nhà nước làm giùm căn cước công dân, rồi cho về nhà báo chí thông tin đi khất thực trở lại ồn ào. Em trai xuất hiện nói không còn ở đây nữa, ẩn tu. Rồi đến giờ mẹ thì lên báo nói rằng là con trai mong được tạo cơ hội. Ai tạo cơ hội? Ai tạo cơ hội để cho Sư Minh Tuệ đi qua Ấn Độ tu hành? Ai tạo cơ hội để cho Sư Minh Tuệ đi qua Ấn Độ tu hành? Đảng và nhà nước chứ ai? Anh công an đã nói rất rõ rồi, biết đâu mình làm căn cước công dân mình có cơ duyên. Quý vị giờ quay trở lại, hồi bữa ông công an ổng tự ổng nói chuyện với quý vị là đơn giản là chuyện là đi làm căn cước công dân hả? Rồi ổng nói chuyện là đi qua Ấn Độ là chuyện tự nhiên ổng lên ổng nói buột miệng vậy hả? Không có buột miệng gì cả, chiến lược vẽ ra rất rõ ràng. Hài lòng đối với con của, là nó mà đem đến đảm bảo cho mình tu hành thiền định trí tuệ được thì đều tốt đẹp. Ai như đẹp đẹp. Dạ. Có căn cước công dân rồi, biết đâu một cái cơ duyên nào đó được về thăm Đức Phật ở Độ chẳng hạn, thì ông nghĩ sao về điều này? Dạ, được về thăm Đức Phật thì đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn thì cũng đều tốt đẹp. Con cũng ước mong ngày xưa con cũng nói là có một cái duyên nào đó, có một lúc nào đó mình bộ hành về Ấn Độ, mình đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn, rồi mình học tập, mình cảm ơn cái ân đức của Đức Thế Tôn, tri ân với Ngài. Nhưng mà cái đấy thì con cũng thấy hạnh phúc vui vẻ nếu đạt được. Từ khi ở Huế về đây ấy, đó, thấy chưa? Tự nhiên hả? Không có tự nhiên, không bao giờ tự nhiên cả. Đó là những thông tin đưa ra để xem quần chúng nhân dân sẽ tiếp nhận như thế nào. Và sau khi mà làm cho quần chúng nhân dân, kể cả là gia đình mệt mỏi về chuyện người ta tụ tập, tập trung hết, thì giờ đây chính là đáp ứng nguyện vọng. Khi tôi xem tới cái clip này thì tôi nghĩ rằng là trong suốt khoảng gần một tuần, 5 ngày mà họ làm việc với Sư Minh Tuệ, ít nhiều họ đã đạt được một số cái thỏa thuận, hoặc là họ đã nắm bắt được một số cái nguyện vọng và họ sẽ khai thác nó trên truyền thông. Chứ còn không phải tự nhiên mà họ cho xuất hiện, tức sau khi dẫn dắt, nói chuyện, nắm bắt thông tin nguyện vọng thì họ một phần họ đã có chiến lược vẽ ra, vạch ra con đường đi rồi. Phần thứ hai là họ sẽ khai thác cái chiến lược đó trên truyền thông như thế nào để không bị mang tiếng là đàn áp tôn giáo tín ngưỡng. Chứ không phải tự nhiên họ lên từng bước đâu. Mình đùa, mình chọc mấy chú công an thôi. Chứ thường thường khi họ đã nâng nó lên thành chuyên án thì quý vị sẽ biết là chuyên án này không phải là chuyên án ngăn chặn, mà chuyên án này là chuyên án thả trôi, rồi từ đó mới bắt đầu đáp ứng nguyện vọng của quần chúng. Nên mình thấy ở đây nếu họ thành công trong cái việc Sư Minh Tuệ sử dụng căn cước công dân, xài hộ chiếu, đi bằng máy bay, thì nó lại
quay ngược trở lại cũng chỉ là người bình thường thôi. Ông ấy đã nguyện cả đời đi bộ hành, đã từng nói rằng có ước mơ đi bộ hành tới Ấn Độ. Là dao hai lưỡi cả, nên mình vẫn phải quan sát. Là dao hai lưỡi cả. Nếu Sư Minh Tuệ đi bằng máy bay sang Ấn Độ, nó có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất, những người yêu quý Sư Minh Tuệ vỗ tay mừng, ồ thôi thì đi kiểu nào cũng được, giờ này mà đi bộ hành tới Ấn Độ chừng nào mới tới, nên thôi đi máy bay cho lẹ thầy rồi qua Ấn Độ mình bộ hành tiếp. Đó là sự đồng ý chấp nhận của đám đông, bởi vì đa phần đám đông chỉ cần mong muốn nhìn thấy Sư Minh Tuệ an toàn, có qua Ấn Độ cũng được, không sao. Đây là cái lựa chọn thứ nhất. Cái lựa chọn thứ hai là lựa chọn của những người mà không ưa Sư Minh Tuệ, hoặc là đang theo dõi, đang quan sát, đang rình chờ những cái sai của Sư Minh Tuệ, thì thấy ô tưởng ông nói hay, ông nói ông đi dành cả đời đi bộ hành, tưởng ông nói rằng là ông có ước nguyện sẽ bộ hành tới Ấn Độ, bây giờ ông lại đi máy bay, vậy thì ông cũng là người bình thường thôi, đúng không? Cả hai xu hướng này nó đều là xu hướng mà có thể khai thác từ quần chúng cả. Và cái quan trọng hơn nữa là họ sử dụng gia đình, họ sử dụng gia đình với mong muốn từ phía gia đình. Đây là mong muốn của người mẹ. Con mong muốn của Sư Minh Tuệ là gì? Đã từng có ước mơ, đã từng có ước mơ, nhưng ước mơ đó là ước mơ bộ hành, chứ không phải là ước mơ mà đi theo, mà đi bằng máy bay. Nó sẽ có hai bước lùi. Bước lùi thứ nhất, nhiều người đó mà không có thiện cảm, hoặc là những người mà quan sát trong tinh thần là chỉ bắt lỗi đó, thì nói là sư nói không cần có căn cứ công dân, vậy sao giờ làm, đúng không? Không có sự lựa chọn gì nữa, bởi vì làm căn cứ công dân thì mới được tu tập tiếp. Và thay vì đi tấn công Sư Minh Tuệ ở ngay điểm này, thì người ta phải thấy rằng là nhà nước đang biến Sư Minh Tuệ từ một người được cho là có kiên định với ý chí sắt đá của mình trở thành người bình thường, vì vẫn phải chịu sự quản lý của xã hội, vẫn chấp nhận phải lăn tay. Và nó đúng, bởi vì về thực tế sống trong một xã hội thì phải chịu sự quản lý của luật pháp, mà luật pháp quản lý hành chính thì có căn cứ công dân. Vậy từ cái câu chuyện này, nếu người ta tỉnh táo thì người ta sẽ đặt câu hỏi là ủa, ông Minh Tuệ không có căn cứ công dân thì bị cho là không thể đi bộ hành, vậy những người khác có căn cứ công dân? Ví dụ như ngày hôm qua tôi nghe đó, là một số người đã bị cấm không được đi ở An Giang. Ủa, có căn cứ công dân sao không được đi ở An Giang? Nên khi quý vị chỉ tập trung vào một cái hiện tượng là hình ảnh của Sư Minh Tuệ, thứ nhất là quý vị bị lùa gà, bởi vì họ cũng chỉ muốn quý vị tập trung thôi. Còn cái giá trị mà Sư Minh Tuệ gieo ra cho xã hội, người khác đang cố gắng làm theo, liệu chúng ta có Minh Tuệ thứ hai, thứ ba, thứ tư hay không, là nó tùy thuộc vào sự quan tâm của quần chúng. Quý vị cứ nói làm gì có Minh Tuệ thứ hai, thứ ba, nhiều anh chị vô đây bình luận chỉ có một Sư Minh Tuệ thôi. Giờ tôi hỏi anh chị, có những người khác họ đang tu tập theo Sư Minh Tuệ mà họ không được đi thì làm gì có Minh Tuệ thứ hai, thứ ba? Vì họ sợ là sẽ có Minh Tuệ thứ hai, thứ ba, cho nên là họ mới cấm là không được mặc cái y phấn tảo, không được đi tới cái chuyện là khất thực ở An Giang chẳng hạn đấy nè. Bộ hành từ cầu Mỹ Thuận á, chỗ này mọi người hay lòng nhạc quá. Châu Đốc. Dạ, thì cái sự việc là chiều nay ở Châu Đốc thì cũng tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc với tường trình cam kết, tại là cam kết là không cho đi trong cái địa phận của tỉnh An Giang nữa. Dạ, bộ hành thì nữa thì con thì cũng mong muốn được học tập thôi. Dạ, để lúc đó thì tụi con ở Phú Tân nha, đang đi viếng cái tổ đình là tổ đình An Hòa Tự của do đó. Đây, bắt cam kết không được đi ở An Giang nữa. Ủa, người ta có căn cứ công dân, đi bộ cũng không phải là vi phạm pháp luật, tại sao phải viết cam kết? Và quần chúng thì vẫn đang bị, quần chúng á, thì vẫn đang bị hướng theo kiểu là Sư Minh Tuệ ở đâu rồi, an toàn hay không, trong khi quý vị đang mong muốn là cái hiện tượng này nó sẽ còn có nhiều người học theo, thì quý vị lại bỏ lơ những người khác. Đó là cách mà họ sử dụng cái chiến lược và hình ảnh của Sư Minh Tuệ rất là hợp lý, trong khi cái việc hành vi của họ là chèn ép, cưỡng chế, đàn áp tôn giáo nó có rõ ràng. Nhưng người ta, tôi gần như tôi nhìn thấy ở xung quanh đó, người ta cũng không có
Tức là báo chí kể cả bên ngoài này cũng không tập trung khai thác về cái chuyện là liệu người ta có được học tập và làm theo sư Thích Minh Tuệ một cách tự do hay không. Gia đình thì đồng ý với cái chuyện là không mặc cái áo y phấn tảo, tại mặc cái áo thì không phải, cái áo không làm nên thầy tu tùm lum hết, rồi cái áo tự nhiên trở thành nhạy cảm. Họ khai thác ở các cái góc cạnh này. Mà bên ngoài á, một là chỉ chửi thôi, công an nè, hai là không làm gì để hỗ trợ cho những người khác. Tại vì khi quý vị đặt câu hỏi đúng, lan truyền những câu hỏi đúng, họ không có làm bậy được. Và thiệt sự ở trong các xã hội độc tài, ở trong các xã hội công an trị, thì người ta sẽ nghĩ rằng là ai có súng là có quyền. Nhưng mà lịch sử đã chứng minh giai cấp thống trị có súng, có quân đội, có tất cả đó, nhưng mà đâu có quyền. Anh chị nghĩ là bởi vì mình hèn thì mình nghĩ như thế thôi. Mình nghĩ rằng người ta có súng thì người ta có quyền thôi. Chứ còn ở đây chắc chắn rằng lịch sử đã chứng minh sức mạnh của quần chúng. Phong trào có thể thất bại, người dân có thể bị đàn áp, nhưng giai cấp thống trị phải lắng nghe khi quần chúng biết cách đứng lên. Mà quan trọng là quần chúng chịu đứng lên không, hay đứng lên kiểu nào nó lại là chuyện khác nữa. Mà bối cảnh ở Việt Nam là bối cảnh công an trị, chế độ công an trị, thì người ta sẽ làm theo hướng dẫn của công an, của an ninh mạng một cách khôn khéo, để làm sao mình không có bị trở thành mục tiêu, không trở thành đối tượng trong tầm ngắm. Còn cái phần còn lại là quyền hay phần còn lại là sự thật thì họ đâu có quan tâm. Nên khi quan sát các cái hiện tượng trên mạng xã hội, mình luôn phải nhắc nhau đằng sau bản chất nó là cái gì. Mình đặt câu hỏi đúng, mình sẽ có câu trả lời. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của ông Thích Chân Quang kia kìa, mới vừa xử lý ổng 2 năm không thuyết pháp đó. Trước đó là trong buổi báo cáo là ổng chỉ bị là kiểm điểm thôi, theo hình thức lắng nghe sửa lỗi thôi. Rồi quần chúng vẫn chưa chấp nhận với chuyện là chỉ xử lý và cho qua như thế, thì ban tôn giáo chính phủ vào cuộc thẩm tra phát ngôn. Rồi thấy quần chúng vẫn còn nhắc, chưa có quên, thì là cấm thuyết pháp 2 năm. Quần chúng bằng lòng rồi đó. Trong khi các phát ngôn đó là phát ngôn vi phạm pháp luật, xâm phạm tới lợi ích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì phải xử lý theo quy định của pháp luật, chứ không phải chỉ là cấm xuất hiện và thuyết pháp. Còn cái câu chuyện đối với hiện tượng của sư Minh Tuệ, nếu nói rằng không có đàn áp tôn giáo thì tại sao lại có chuyện công an ập vào 3 giờ, 2 giờ, ập vào nửa đêm, lúc khuya ngày 2 và ngày 3 tháng 6 để làm gì? Để cưỡng chế đàn áp người ta, bắt người ta phải tháo áo ra, bắt người ta phải cởi áo y áo ra, bắt người ta phải ký cam kết không có đi bộ hành nữa. Đó là đàn áp, đó là cưỡng chế, chèn ép quyền tự do tôn giáo của người khác. Ngay cái khúc đó, trong tất cả các sự kiện, trong tất cả các bài, đều phải nói đi nói lại cái chuyện này. Cam kết bắt không cho đi bộ hành nữa. Nếu bây giờ họ đi bộ hành thì dựa trên cái cam kết đó có thể xử phạt hành chính đó. Mà nếu xử phạt hành chính nhiều lần, không có tiền, thì trở thành sẽ xử phạt hình sự, xử lý hình sự. Đó chính là sử dụng luật pháp để chèn ép quyền tu tập tín ngưỡng của người khác. Trong khi với trường hợp của sư Minh Tuệ thì cho rằng ông ấy không có căn cứ công dân, còn những người khác có căn cứ công dân thì sao? Luật pháp nào cấm người ta mặc cái y phấn tảo? Không có luật pháp nào cả. Và những thứ đó nó bị che lấp che mờ bằng các drama, bằng các thông tin liên quan tới sư Minh Tuệ. Còn nhìn sâu về bên trong, đây chính là quyền. Đây chính là quyền. Và quan trọng hơn là trên mạng này tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng tiếng nổ của súng đạn lớn hơn tiếng nói. Mà anh chị nói cái gì mới là quan trọng. Nói mà nói theo like, theo view, theo trend, hôm nay đi làm hộ chiếu cho thầy, ngày mai nói về tuệ đức ngày kia, thì anh chị nói cái đó là đúng ý đồ của họ rồi, cần gì họ phải nổ súng. Họ cho anh chị chạy theo thì anh chị chạy theo đúng cái con đường đó. Cần gì họ phải nổ súng? Họ không có cần phải nổ súng gì cả.
trong cái câu chuyện này chưa cần sử dụng bất kỳ hình thức nào để đàn áp quần chúng. Những người bị đàn áp là những người như sư Thích Minh Tuệ và những người đi theo sư Thích Minh Tuệ, còn quần chúng chưa có bị cái gì cả. Quần chúng vẫn đang thích giật tích câu view, quần chúng vẫn đang thích các thông tin giả, nói vẫn nói theo trend, chưa nói vào bản chất vấn đề, chưa chất vấn, chưa để cho những người bày trò họ thấy rằng là quần chúng họ tỉnh thức, nói những điều mà u mê thì có gì đâu phải sợ, nói những điều nhận thức hiểu biết thì người ta mới thấy rằng là à, tụi này hiểu biết, quần chúng họ không thể dễ lừa đâu. Hiện tượng này quý vị cũng đã thấy đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ ngay lập tức nhảy ra để chấn chỉnh hình ảnh của Tập đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân cơ hội này vơ luôn Phật giáo vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mình cái chiến lược này nó là chiến lược lớn, chiến lược dài và rộng. Nhưng mà ở bên ngoài hải ngoại đó, nếu chỉ xa vào chửi cộng sản thì cũng như mọi lần thôi, sẽ có một cái khoảng cách sâu ngăn, hố sâu ngăn cách giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài. Là bởi vì người nước ngoài không có hiểu được tình hình thực tế, trong khi đối với người trong nước thì họ, nhu cầu của họ, họ chưa nhìn thấy đây là quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do tu tập. Còn đối với nước ngoài thì nước ngoài cũng chỉ tập trung ở cái chỗ là công an mà muốn làm gì làm. Không, công an không có muốn làm gì được. Nếu mà quần chúng đủ nhận thức để biết các chiêu trò thì công an không có làm gì được hết. Nên thực sự chúng ta vẫn đang bị dẫn ở cái chỗ là đổ lỗi cho nhau. Những người không nhìn thấy sư Minh Tuệ thì đổ lỗi cho đám đông tụ tập tại nhà sư Minh Tuệ. Những người không nhìn thấy sư Đế Khất Thực là đổ lỗi tại vì YouTuber, TikToker. Và những người mà quan sát giờ nghe tin sư Minh Tuệ đi Ấn Độ thì sẽ đổ lỗi cho gia đình của sư Minh Tuệ. Vẫn đang đổ lỗi cho nhau. Ai khiến cho chúng ta đổ lỗi cho nhau? Chuyên gia chiến lược đó mới là bậc thầy của ván cờ này, trò chơi này. Và ở đây có bao giờ quý vị đặt câu hỏi trước những cái thông tin này là với một hiện tượng có thể lay động, có thể thức tỉnh hàng triệu con người Việt Nam, tại sao không để ở Việt Nam mà phải đưa qua Ấn Độ? Nếu quý vị thật sự yêu quý sư Minh Tuệ thì quý vị hãy xem thử coi là việc mà lên chiến lược đưa ra kế hoạch cho sư Minh Tuệ đi Ấn Độ lúc này nó phục vụ cho cái gì? Tôi hỏi quý vị đó, trong số những anh YouTuber chen chúc, những người ngồi tới nhà sư Minh Tuệ, có bao nhiêu người dân bị lôi kéo, có bao nhiêu người chủ đích được đưa vào để tạo ra cái đám đông hỗn loạn đó, anh chị có biết không? Như tôi đó, đi biểu tình á, ví dụ như tôi đi biểu tình chống Trung Quốc, khi chúng tôi hiểu về chiến lược là gây hấn gây rối, chúng tôi dặn nhau, chúng tôi biết trước, ồ tự nhiên trong đám đông có người nào đó la lên mất đồ là tự nhiên lên nổi loạn, thì khi gặp những hiện tượng đó mình phải làm gì? Mình phải né cái người đó ra để nhận diện người đó là ai, và mình dạt ra. Công an họ sử dụng, vì họ không thể quản lý đám đông được, cho nên họ sử dụng đám đông một cách rất hiệu quả. Tôi sẽ kể cái kinh nghiệm đi biểu tình chống Trung Quốc của tôi ở Sài Gòn. Thời điểm đó là thời điểm giàn khoan HD981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dân tình thì rất là bức xúc. Quan hệ ngoại giao lúc đó không thể nào mà ngăn cản người dân xuống đường được nữa. Các nhóm xã hội dân sự lúc đó đã công bố có kế hoạch biểu tình rồi. Bên phía cơ quan chức năng họ không chống mà họ cho phép biểu tình. Bằng cách này, đầu tiên họ phát lệnh cho một nhóm YouTuber, một nhóm Facebooker, tôi vẫn còn nhớ, trong đó có chị Bèo Hồng, một Facebook mà ngày xưa rất là thân với tướng công an Nguyễn Văn Hưởng. Chị này dẫn một nhóm đi biểu tình trước cuộc biểu tình. Ví dụ cuộc biểu tình của chúng tôi là vào ngày Chủ nhật. Chị Bèo Hồng dẫn một nhóm đi biểu tình vào ngày thứ Bảy và được tạo điều kiện cầm cờ đỏ sao vàng đứng ngay trước lãnh sự quán của Trung Quốc ở trụ sở mới đó. Rồi,
bắt đầu lên thông tin là biểu tình ngày thứ bảy rồi, chủ nhật không có biểu tình nữa, bà con đừng đi ra đường, biểu tình xong rồi. Nhưng trong thực tế, tất cả các tiệm photo tại Sài Gòn được yêu cầu rằng nếu nhìn thấy việc photo khẩu hiệu chống Trung Quốc là báo cho công an. Và chúng tôi đổi chiến lược, bởi vì lúc đó đổi chiến lược từng giờ luôn á. Bởi vì cái lúc mà muốn biểu tình phải in cái khẩu hiệu A3 đúng không? A4 thì nó nhỏ quá. Bây giờ in khẩu hiệu A3 đi ra bên ngoài in không được. Vậy thì làm sao? Mình đổi chiến lược, mình in khẩu hiệu màu. Càng nổi bật càng tốt. Và không in trong Sài Gòn. Tất cả những bạn được gọi là được cho là hạt nhân biểu tình là phải rời khỏi nhà từ thứ tư, thứ năm, từ thứ năm, thứ sáu. Tôi thì rời khỏi nhà vào tối thứ sáu. Thứ bảy tôi không có liên lạc với bất kỳ ai, ở yên chỗ để chủ nhật đi biểu tình. Đi biểu tình mà khổ như vậy đó. Đến khi ra biểu tình, đầu tiên tôi cũng là người bị theo dõi từ rất sớm. Anh công an sáng vô nắng trong ba lô mình, coi thử trong ba lô mình có khẩu hiệu biểu tình không. Nếu mà có là mình bị hốt rồi. Không có, thấy có nước không à. Giả bộ đụng chạm, bộ tư tưởng không, bộ tôi không biết mấy người đó là ai sao. Nhưng khi đã ra tới đám đông, rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng là ở đây, khi đã ra tới đám đông thì họ không có kiểm soát đám đông nữa. Thì lúc đó anh em nhìn nhận nhau, anh em gặp nhau, cái người mà họ nghĩ có biểu ngữ trong người thì họ đút chụp vào bạn đó ngay lập tức. Nhưng mà giữa đám đông thì đâu thể làm gì được, chỉ có lại là xô lại đẩy chen lấn có thử có không, mà đụng vô thì không có thấy. Một bạn khác có vẻ nguy hại, rút hết khẩu hiệu biểu tình ra phát nhanh, lập tức nhanh chóng. Bộ lúc phát đó tụi tôi không biết là có công an nên đứng sao, họ đâu có cản chúng tôi phát biểu ngữ được, tại họ cần coi nội dung đó để bắt mà. Thì khi mà phát biểu ngữ đó là ví dụ tôi cho là 20 tờ biểu ngữ, 30 tờ biểu ngữ phát ra, chỉ có được 5 hay 10 cái biểu ngữ còn tồn tại, phần còn lại là phát, mình đâu biết ai là ai, đám đông xin thì mình cứ phát thôi, là bị diếm hết. Quý vị thấy họ kiểm soát từng chút như thế, rồi bắt đầu đàn người đi. Thì khẩu hiệu đi biểu tình chống Trung Quốc của bên phía đoàn thanh niên là gì? Là đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa hình Bác Hồ lên, rồi đưa cái gì mà sống học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ủa, đi biểu tình chống Trung Quốc mà làm gì vậy? Là những cái khẩu hiệu đó mình thấy nó rất là lạ lùng rồi. Sau đó họ định hướng đoàn biểu tình đi một vòng dài và tới ngay lãnh sự quán. Thì lúc đó lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn đã chặn hàng rào rồi, cho nên là không có đi vô được. Và không đi vô được thì họ đứng chỗ đó, họ cho mọi người hát hò đâu được chừng 5-10 phút á. Bắt đầu là cái tốp dẫn đầu là của phía thanh niên á, họ kéo đi chỗ khác. Họ bắt đầu kè đám người của chúng tôi, là đẩy mọi người đi thôi, vô trong đám đông. Chúng tôi nhìn nhau theo kiểu ok đi. Nhưng mà mình cứ lùi lại, tức là cứ chen lại cho đoàn người cứ đi lên trên hết. Đi, mọi người đi mình cũng đi, nhưng mà mình theo kiểu mình cứ kiếm nhau, mình cứ từ từ mình kiếm nhau. Thì khi mình từ từ mình kiếm nhau đó, thì quý vị biết rằng là mình lùi lại được một chút. Khi vừa lùi lại được một chút, quay ngược trở lại ngay trước lãnh sự quán. Lúc đó lại có đám đông ở sau đi tới nữa. Công an không cắt được đoạn này. Và chúng tôi đứng ngay tại lãnh sự quán đó, không đi theo cái lộ trình mà họ vẽ ra. Và họ cũng đã rất thành công. Khi mà họ cắt được đoàn biểu tình, lúc đó nếu cho là hơn 1.000 người đi, thì ít nhất là họ cắt được cũng khoảng là 500 người, hơn 500 người. Rồi một lát sau, cái đoàn mà bị dắt đó, trong đó có giáo sư tương lai và một số người lại đi từ đầu kia lại, tại vì phát hiện bị lừa là họ dẫn đi một cái lộ trình khác, không có tới lãnh sự quán, nên mới quay trở lại chỗ của chúng tôi. Để cho quý vị hiểu rằng là khi mà không quản lý được thì họ sẽ tìm cách họ dẫn dắt quần chúng đám đông như thế nào. Nên ở đây đừng có nói đơn giản rằng là công an hay là cơ quan chức năng họ bị mất kiểm soát ở trong cái phần mà hiện nay đang diễn ra đối với sư Thích Minh Tuệ. Họ đang kiểm soát cái cục diện hết sức chặt chẽ và thông tin đi theo đúng cách mà họ muốn, chứ không phải là giống như quý vị nghĩ đơn giản Giáo hội Phật giáo Việt Nam sụp đổ rồi. Không có, anh chị, tôi nói thật, đó chính là những cái hình thức mà ở đây
lợi dụng đám đông. Nếu nói lợi dụng đám đông thì tôi nói bậc thầy của lợi dụng đám đông là cộng sản, là công an. Chế độ công an trị hiện tại họ sử dụng đám đông hết sức hiệu quả. Anh chị biết là để phá tan các cuộc biểu tình của công nhân, họ tạo ra hình ảnh công nhân bạo loạn. À, mà ai bạo loạn? Ai bạo loạn? Ai là người có thể bạo loạn được? Tổ chức biểu tình mà có bộ đàm công nhân ở Bình Dương, anh chị quên á. Tổ chức biểu tình ở có bộ đàm rồi, hình ảnh quan sát cộng đồng mạng đưa ra hết rồi, sau cuối cùng mấy người đó có ai bị bắt không? Không. Nhưng họ dán được cái nhãn rằng là công nhân biểu tình là bạo loạn, là kích động. Đó chính là chiến lược cai trị. Đó chính là cái chiến lược mà sử dụng đám đông thực hiện cho đúng mục đích của mình. Thì đám đông ủng hộ Sư Thích Minh Tuệ cũng đang được khai thác và đang được sử dụng một cách rất là hiệu quả. Và họ sẽ quay ngược trở lại, họ đổ lỗi từ gia đình cho tới cộng đồng mạng, cho tới các thế lực thù địch. Và thật sự khi nó xảy ra đến tận bây giờ thì người ta cũng chỉ quan tâm là Sư Thích Minh Tuệ không được đi khất thực nữa, hoặc là Sư Thích Minh Tuệ ẩn tu vì đám đông nó ồn ào quá, vì đám đông tụ tập quá, mà người ta quên mất cái câu hỏi chính: ai tạo điều kiện cho đám đông tụ tập? Ai tạo ra sự hỗn loạn đó? Khi chúng ta có công an, khi chúng ta có quân đội, khi chúng ta có những người nhận lương từ tiền thuế của dân để gìn giữ an ninh trật tự. Tôi lấy đơn giản như câu chuyện ở nhà của Sư Thích Minh Tuệ. Nếu thật sự đó là vấn đề an ninh trị an của cái phường đó, công an phường đâu? Công an phường đâu? Đừng có nói đâu xa, nhà tôi đây mời có 3 người tới chơi thôi, là có nguyên chiếc xe của công an chặn đứng ở phía trước, không cho vô, cản đường nhà tôi đi ra. Mà đây nhà Sư Thích Minh Tuệ, họ lại có thể để cho nó mất an ninh trật tự như vậy hả? Có khi mà anh chị đổ lỗi cho cái đám đông mà nói rằng là nhà Sư Minh Tuệ mà đóng cửa, họ nhảy vô, họ treo vô rào, họ quay phim, họ bám trong vườn, thì cái đám đông đó là ai, tôi và anh chị có biết không? Họ là lực lượng mặc thường phục của ngành, tức là công an, mật vụ trá hình, hay họ là dân mà yêu quý Sư Minh Tuệ thật sự? Tôi và anh chị đều không có câu trả lời cả. Và đương nhiên trong đám đông những người tới nhà Sư Minh Tuệ có những người u mê cuồng tín thiệt, thích tới tu trend chụp hình thiệt, bởi vì đó chính là tâm lý quần chúng mà họ cần khai thác. Nhưng cũng sẽ có người mà họ muốn dẫn dắt, họ tạo ra. Thử coi trong mấy cái bà mà mặc áo đầm tới quay quay đó, anh chị tìm truy giùm tôi thử coi có bà nào làm trong hội phụ nữ không? Mấy cái clip này nè, anh chị đi truy giùm tôi thử coi trong số những người này tới check in toàn là dân thường hết, hay là có những người làm ở trong hội phụ nữ địa phương, hay là có những người mà làm trong bộ máy. Anh chị đi check giùm tôi, tự nhiên có mấy cái clip họ quay quay họ đưa lên, tôi cho là để cho anh chị coi. Anh chị thử xem thử coi là trong những cái clip này đó, thì mình dò xem thử coi là bao nhiêu người là dân thường, bao nhiêu người là người mà mình không biết họ là ai, và mình hùa theo mình đổ lỗi. Tất cả mọi hiện tượng đều được sử dụng giống như là nguyên nhân vậy đó. Tất cả mọi hiện tượng đều được sử dụng một cách rất là hiệu quả, chỉ là mình có nhận ra rằng là cái đám đông này đang bị sử dụng hay không thôi. Nên khi tôi quan sát, tôi thường thường tôi nhìn cái hiện tượng đó và tôi đặt câu hỏi là tại sao họ có thể tạo điều kiện, hoặc là tại sao họ có thể, ủa đâu mất cái clip đó rồi, họ có thể giúp, họ có thể dễ dàng thoải mái làm những chuyện mà nếu bình thường người ta sẽ gọi là cuồng tín chẳng hạn. Đây là những cái hình ảnh. Mọi người đi xem thử là mọi người sẽ thấy thiệt, vì ở đây đó họ khai thác hết tất cả những cái đây nè, cái clip mà mấy người mặc áo màu đứng chen chân trong nhà rồi đó, lúc đưa lên á đâu có phải tự nhiên. Trong này có thể sẽ có người nghe lời rủ đi, xong tự nhiên giờ thấy mình là người gây rối chẳng hạn. Những cái clip mà tôi đã từng đưa lên rồi, nhưng mà chắc là tôi xóa, tôi nghĩ nó không cần thiết, tôi đã xóa. Thì
Quý vị cứ xem để mình luôn tỉnh táo. Rồi sau đó, từ khi mình tỉnh táo xong á, mình sẽ thấy rằng đây, những người này họ đến là vì có người rủ, tạo điều kiện, tạo phong trào. Giờ dò lại trong cái số này, tôi sẽ cắt mặt cái cô này ra ha, tại tôi cũng không muốn chiếu tại cái hình này sử dụng thì đâu, từ từ đợi tôi chút nha. Tôi cũng không muốn sử dụng cái mặt của người nào ở trong cái này đưa lên đây, thì nhiều khi họ cũng khi cũng tội họ, mình chẳng biết họ là ai nên mình cũng không muốn sử dụng cái này. Nhưng mà khi mà đám đông bắt đầu, một số người mà tôi cho là nổi tiếng hoặc là anh em bạn bè tôi mà đi theo cái hướng là đó, mai mốt tới thầy sư, gia đình của sư ẩn tu á, là tại vì cái đám đông này là mình biết ngay nó có chiến lược rồi, có chiến thuật rồi. Đây, quý vị còn nhớ là trong cái clip này là lũ lượt người tới mặc áo màu rồi đứng chụp hình không? Mình đã gọi cảnh báo các hiện tượng u mê biến tướng đó. Thấy không? Đó, đó chính là cách mà họ khai thác quần chúng. Quần chúng thích chụp hình với sư Minh Tuệ, cho chụp thoải mái xong đổ lỗi. Quần chúng thích tới nhà sư Minh Tuệ quay phim, câu view, câu like, cho làm thoải mái. Rồi sau đó trở thành là những người khiến cho gia đình mệt mỏi. Đâu không có cần ngăn cản, không có gì hết á. Bởi vì những chuyện này nó vẫn đang phục vụ tốt cho mục đích tuyên truyền. Và từ đó nếu mà có đổ lỗi là đổ lỗi cho mấy người này, đổ lỗi cho mấy người đi theo, đổ lỗi cho mấy người quay phim, đổ lỗi cho các YouTube. Và phải có người để đổ lỗi, và họ đang dẫn dắt rất là đúng. Nên khi mà họ, cái trend ở trên YouTube hay các phần bình luận mà họ hướng tới tiểu tiết, tức là gọi là kế hoạch vi mô, thì mình lại cần phải nhấn kế hoạch vĩ mô. Đúng không? Quý vị thấy không? Ở đây mình sẽ thấy đó, là đám đông luôn được sử dụng và sử dụng rất hiệu quả. Chỉ là đám đông có hiểu mình bị sử dụng, có nhận ra mình bị sử dụng để mình nhận thức đúng đủ và không bị sử dụng thôi. Nên từ đây đó, cái chuyện mà các anh các chị ở đây đó, ví dụ như các anh chị bình luận như thế này á, tôi không biết là anh chị giả vờ hay là các anh chị nói thiệt hay nói chơi gì tôi không biết. Nhưng mà các anh chị bình luận một cái câu như thế, chính các anh chị cũng là sụp bẫy của cơ quan chức năng rồi. Tôi là ai mà kéo quân đội về Việt Nam? Tào lao xí đú không? Đúng không? Anh chị sẽ thấy đó, họ nói một hồi cái sẽ tới lần là kích động, kéo lực lượng này lực lượng kia. Khi anh chị viết một câu bình luận, nếu anh chị cân nhắc thì anh chị sẽ tự thấy rằng là mình sẽ có trách nhiệm khi mình viết. Đúng không? Nếu nói hiện tượng gây mất an ninh trật tự, ngày xưa anh chị nên quay trở lại với cái đám đông của bà Nguyễn Phương Hằng. Đám đông của bà Nguyễn Phương Hằng kéo tới gây mất an ninh trật tự, tụ tập còn ghê hơn nữa. Nhưng mà cái đám đông đó, khi công an, khi người ta, khi báo chí hỏi công an thì công an nói đâu có hiện tượng livestream gì đâu, chỉ có người ta giơ điện thoại lên tự nói chuyện một mình. Ủa bị điên sao giơ điện thoại lên tự nói chuyện mình, trong khi mạng xã hội lúc đó rõ ràng là phe ủng hộ bà Hằng tới và gây hấn gây rối ở trước Thiền An bên bờ vũ trụ. Và đám đông đó mà giữa mùa dịch nữa chứ, tụ tập đông người nữa chứ, vi phạm quy định của pháp luật nữa chứ, mà được xài, được sử dụng một cách rất là hiệu quả. Bà Nguyễn Phương Hằng thì dưới sự hỗ trợ của các luật sư Trần Quốc Vũ, của Âu Quang Phục, của xin lỗi, không có Âu Quang Phục, khúc này là Đào Anh Đào Đào gì ha, Nguyễn gì, tiến sĩ Quân á, Nguyễn Anh Quân, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, Đặng Anh Quân. Và khi mà lên nói rằng là có tư vấn, có xin phép công an rồi, rồi có gọi điện tôi đi, có dài giám đốc quân đội, đại tá quân đội đi theo tôi đi, có xin phép anh Lâm Minh Hồng rồi, có bảo kê hết, tụ tập đông người đó, mất an ninh trật tự đó, sao không ai ý kiến? Tại vì cái đám đông đó được sử dụng theo đúng mục tiêu, mục đích. Anh chị nào mà bảo Nguyễn Phương Hằng không có cửa, quên á. Bà Nguyễn Phương Hằng bị xài và xài rất hiệu quả. Và bà đã thách thức đám đông. Để đến bây giờ, sau khi mà bà sai thì xử lý bà, nhưng mà
Còn phần còn lại, những cái sai mà nó có thể ảnh hưởng tới an ninh chính trị, đâu ai phân tích gì đâu. Quên, mọi người quên, giờ quên cô Hằng rồi, đợi cô Hằng vài bữa nữa cô Hằng ra. Cô Hằng tham gia vô trend Sư Minh Tuệ này mới vui nè. Đó. Chứ không phải đơn giản. Và nếu mà bảo rằng là bà Hằng mà ở tù á, ở tù như vậy so với những gì bà ấy làm á, bà Hằng chửi bao nhiêu người như thế ở tù 3 năm hả? Mà còn được giảm án nữa. Còn những người khác, nó có phải là nó có sự công bằng của luật pháp không? Anh chị cũng bằng lòng với chuyện bà Hằng ở tù, trong khi điều bà Hằng nói, anh chị sẽ thấy rằng là, ví dụ bà Hằng nói chuyện Hoài Linh, rồi Hoài Linh bị xử lý vụ 14 tỷ chưa? Chưa. Những cái bà Hằng nói đúng thì không có xử lý. Biến chuyện của bà Hằng thành chuyện chửi nhau. Rồi người ủng hộ bà Hằng thì buồn khi bà Hằng đi tù. Người chống bà Hằng thì hả hê khi bà Hằng đi tù. Cuối cùng hai người chống bà Hằng là luật sư Sĩ và Hằng đây cũng đi tù. Rồi vui không? Vui dữ chưa? Điều 331 nó vẫn còn ở đó. Công an khi cần, không cần đúng sai gì hết á, chửi nhau hả, bắt hết, nhốt hết. Ngày xưa quý vị ủng hộ luật sư Sĩ thì sao? Ủng hộ Hằng đi thì sao? Mà trong khi cái điều luật mà dùng để bắt bà Hằng là điều luật xâm phạm quyền tự do của người khác, anh chị cổ xí đến khi mình bị bắt, rồi giờ ra nói sao với chuyện đó? Đó chính là chiến lược cai trị, chiến thuật cai trị. Tất cả đều phải quy phục trước điều 331 hết. Nói ra là công an bắt, đúng không? Giờ không có cần chính nghĩa hay là không chính nghĩa gì cả. Ai là chính nghĩa? Anh chị lấy từ quyền nào để cho là chính nghĩa? Mà nếu nói chính nghĩa ở tù hết, vậy thì người nào là chính nghĩa? Nguyễn Phương Hằng là chính nghĩa à? Đúng không? Hay Hằng đây là chính nghĩa? Hay là Trần Văn Sĩ là chính nghĩa? Vẫn là chúng ta đang bị cai trị đó thôi. Vẫn là chúng ta đang bị dẫn dắt đó thôi. Khi có người bị bắt vì điều 331, không cần quan tâm người đó là ai, chỉ cần thấy nó ghét, mình ghét nó, bị công an bắt là đúng rồi đó. Mà đến khi người mình thương bị công an bắt thì sao? Thấy không? Cũng giống như câu chuyện của Sư Minh Tuệ vậy. Thôi bây giờ ồn ào quá, để công an bảo vệ sư, công an cho sư ẩn tu, tự nguyện ẩn tu. Nhưng mà quên, mục tiêu của sư là gì? Ước nguyện của sư là gì? Khát vọng của sư là gì? Quên. Mà lý do hợp lý là vì sự an toàn của sư Thích Minh Tuệ, nên giờ công an làm vậy là hợp lý rồi, đúng không? Quý vị cứ nhìn đi, hai bên chửi nhau ra những bản án 2 năm tù, 1 năm 6 tháng tù. Ai là chính nghĩa? Hai bên chửi nhau tất cả đều là trở thành người vi phạm pháp luật hết. Vậy thì ai là chính nghĩa? Không ai là chính nghĩa trong mắt công an hết. Hôm nay công an còn xài được như Nguyễn Phương Hằng thì cho lên chửi thoải mái. Hết xài được thì không có chuyện là quy định pháp luật, là vi phạm pháp luật. Phải không? Rồi bây giờ nói đến chuyện nguyện vọng đi Ấn Độ. Nguyện vọng đó nó phải là từ Sư Minh Tuệ nữa. Chứ còn từ gia đình, mượn gia đình, mong muốn, mong mỏi được tạo điều kiện, nó cũng chỉ là mình nghe và đang thực hiện và đang nếu mà mình, nếu vậy thì cũng chỉ là đang thực hiện nguyện vọng của gia đình thôi. Vậy thì quần chúng và đám đông đặt cái câu hỏi tiếp theo. Quần chúng và đám đông nên nhớ rằng, nếu đây là hiện tượng mà ở Việt Nam cần phải phát huy giữ gìn, thì tại sao lại đẩy người đó đi qua Ấn Độ? Đúng không? Tại sao lại đẩy người đó qua Ấn Độ? Có bao giờ quý vị đặt cái câu hỏi đó chưa? Tại sao lại đẩy người đó đi qua Ấn Độ? Tại sao không được tu tập, tu hành trên chính đất nước mình? Rồi tiếp nữa nè,
Những người đi theo sư Minh Tuệ là những người đang lựa chọn từ bỏ tham sân si, từ bỏ cái xấu cái ác để đi thực hành tu tập khổ hạnh, để từ bỏ cái xấu trong bản thân mình đó, để tu cho bản thân mình đó. Tại sao họ không được quyền tu tập ở Việt Nam? Có bao giờ anh chị nghĩ tới những cái câu hỏi sâu xa như vậy chưa? Anh Trọng Trinh làm gì mà cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Để tôi còn đọc bình luận chứ. Đúng không? Mà mình cũng sẽ thấy ở đây đó, toàn bộ những cái quan điểm của quần chúng á, nó bị thay đổi, nó bị hướng lái mỗi ngày. Cái điều cuối cùng người ta không có nhận ra là gì? Là thật sự ông Thích Minh Tuệ mong muốn cái gì? Và cái mong muốn đó của ông trong vai trò là một công dân Việt Nam, là một người không có vi phạm pháp luật tại Việt Nam, có được bảo vệ, có được tôn trọng hay không? Và nguyện vọng của những người khác nữa. Bây giờ đám đông đâu cần nhớ tới những người xung quanh, đâu cần quan tâm tới những chuyện xung quanh. Họ chỉ cần quan tâm là khi nào sư Thích Minh Tuệ đi khất thực trở lại, thì nó cũng chỉ là dừng lại ở cái phần hiếu kỳ thôi, chứ nó không dừng, không đi sâu vào ở bên trong. Là khi người ta không tu theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta có quyền lựa chọn việc tu hành theo lời Phật dạy hay không. Cái câu hỏi ở đây là nếu người ta không tu theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì người ta, tức là công dân Việt Nam, có quyền được lựa chọn tu hành theo lời Phật dạy hay không. Và Phật ở Việt Nam, ví dụ như tôi á, là người Công giáo Chúa ở khắp mọi nơi. Không phải Chúa chỉ có ở Do Thái, Chúa không phải chỉ có ở Israel. Và nếu mà phải đưa ông Thích Minh Tuệ qua Ấn Độ, tại Phật không có hiện diện ở Việt Nam hả? Hay là Phật không có linh ở Việt Nam? Những câu hỏi như vậy là những câu hỏi mà mình phải đặt ra để hiểu hơn rằng khi người ta làm một chuyện bình thường, mà chuyện bình thường đó nó bất thường bởi vì hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang giảng pháp dạy cho người ta, nó không có đúng theo đúng giáo lý của nhà Phật, theo đúng tinh thần Phật pháp, thì quý vị sẽ thấy đó, ít nhất là từ ngày 3 tháng 6 cho tới tận ngày hôm nay, quý vị chưa bao giờ nghe được một cuộc nói chuyện tròn vẹn nào của sư Minh Tuệ để giải hết, để giải thích, để giải đáp hết tất cả các thắc mắc của quần chúng. Ông Minh Tuệ từ sau ngày 3 tháng 6 tới bây giờ vẫn chưa có thể xuất hiện trước công chúng một cách tự do, thoải mái, không bị kiểm soát, không bị theo dõi. Và quần chúng cũng chưa thể đặt câu hỏi trực tiếp với sư Minh Tuệ. Cứ nhớ một cái điểm căn bản như vậy. Để ở đó, người ta sẽ tìm thấy cái câu trả lời cho mình. Liệu thật sự ông Minh Tuệ có phải là con người tự do thật sự ở ngay tại thời điểm này hay không? Tôi tin rằng nếu với bản tính, với cách thức, với những gì mà sư Minh Tuệ đã thể hiện trên mạng từ xưa tới giờ đó, kể cả khi người ta hỏi là ủa sư ơi, vậy cái bữa ngày 3 tháng 6 nó xảy ra chuyện gì, sư sẽ kể. Còn kể như thế nào thì phải để cho quần chúng nghe cái đã chứ. Những câu hỏi mà quần chúng quan tâm, nó không phải ở cái chỗ là tôi sẽ ẩn tu, tôi sẽ không có đi tu tập trở lại, tôi sẽ không có đi khất thực khi có đám đông. Đó là thông điệp của VTV, của Ban Tôn giáo Chính phủ, của đài truyền hình. Còn điều quần chúng quan tâm là chuyện gì đã xảy ra vào ngày 3 tháng 6. Và tiếp theo sư Minh Tuệ sẽ làm gì mà không có bị cắt ghép, không bị định hướng gì hết, sư định như thế nào trong tình huống này? Hai câu hỏi đó là hai câu hỏi mà cơ quan báo chí, đài truyền hình quốc gia không thể trả lời được quần chúng. Giờ nói gì đi chăng nữa cũng làm phục vụ mục tiêu tuyên truyền định hướng thôi. Chứ nếu họ có đủ lập luận, họ đâu có dắt quần chúng đi xa như vậy trong suốt hơn 10 ngày nay, cả nửa tháng nay. Tại là quần chúng đi xa thôi, còn chúng ta đi đúng, chúng ta không có đi xa. Mặc dù chúng ta cũng có đi theo đó, nhưng chúng ta đi ở vòng bên ngoài để quan sát cách thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ sử dụng, họ định hướng,
họ sẽ điều chỉnh thông tin từ vụ của sư Thích Minh Tuệ như thế nào, dựa trên cái căn bản chính là đám đông mà sư Minh Tuệ thực sự có ảnh hưởng. Và quý vị cũng sẽ thấy, mình nhìn sâu vào bên trong đó, mình nhìn thấy những người đó không có được an toàn. Nên khi chúng ta quan sát các hiện tượng, các diễn biến này, thật sự các anh chị ở Việt Nam thì thường hay nghĩ rằng khi chúng tôi bình luận thẳng thắn như thế này, khi chúng tôi nói về những điều mà các anh chị có thể sẽ nghĩ đó nhưng không nói ra, thì các anh chị sẽ nghĩ rằng là tại vì chúng tôi nói mà sư Minh Tuệ không được an toàn. Tôi lại nghĩ ngược trở lại, ngày nào còn có người tỉnh táo thì ngày đó sư Minh Tuệ vẫn còn được an toàn, và kể cả là gia đình của sư Minh Tuệ cũng sẽ không có bị lợi dụng một cách vô lối. Và thực sự tôi cũng mong muốn những người yêu quý sư Minh Tuệ, ngoài cái chuyện chỉ mong muốn bình an cho sư Minh Tuệ, thì nghĩ sâu hơn một chút. Người ta có tội lỗi gì, tội tình gì khi đi theo sư Minh Tuệ? Người ta lựa chọn một cái sự lựa chọn mà anh chị ở đây, anh chị cùng ngồi dự đoán, suy diễn. Anh chị cho rằng là mình có thể quyết định người này có thể tu theo hay không tu theo. Anh chị nghĩ xem thử, người ta có thể từ bỏ tất cả để trở thành Minh Tuệ thứ hai hay Minh Tuệ thứ ba hay không, trong khi hiện nay chuyện họ đi là không được phép. Và ở đây cái vấn nạn này của hiện của chuyện tu tập này là xuất phát từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tập đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà anh chị bảo không nên quá quan tâm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vậy anh chị cũng chưa có nhìn thấy căn bản sâu xa của vấn đề này là gì. Nếu không có sư Minh Tuệ thì sự thật mặt trái của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có bị phơi bày. Mà bây giờ khi chúng ta đang đi đúng hướng là chiến lược của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Ban Tôn giáo, của An ninh, thì anh chị bảo không nên quá quan tâm tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nên nhớ, khi anh chị bỏ lơ cho tập đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam với những cái buổi tu tập như Chùa Ba Vàng, với cái cách thức giảng pháp như Thích Nhật Từ, là anh chị đã bỏ mặc quần chúng để cho họ chìm đắm trong các cái lối lập luận đó, và dẫn tới cái hiện tượng không có văn hóa, không có đạo đức, mất đi cái chánh pháp, vì tà pháp mà. Nên nhớ rằng đó, cái chuyện mà mình đây chính là chiến lược của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà bảo không nên quá quan tâm tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chỉ quan tâm tới sư Minh Tuệ, thì đúng chính là theo đúng xu hướng của bên tôn giáo rồi, an ninh tôn giáo rồi. Chỉ quan tâm tới sư Minh Tuệ thôi, đừng quan tâm tới tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong khi họ lại là tập đoàn được cấp phép. Chiến lược của họ chỉ mong muốn là đừng nói tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì nói tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam là làm nói tới đạo Phật. Mình đi như vậy lại la sạch bẫy nữa. Mà ở Việt Nam có ai dám nói tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu. Nên thưa quý vị, trong bối cảnh này, mình nhìn thấy ở đây cái câu chuyện mà họ sử dụng chiến lược. Họ ra công văn sai trái, thì từ cái công văn đó mình phải vạch thêm các cái chiến lược chứ. Công văn đó là chẳng có gì để quan tâm. Có bao giờ mình đi phân tích công văn đó sau khi xong đâu. Họ ra công văn đó, họ biết sai và họ đổi chiến lược. Nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chính là chủ đề chính ở đây. Và đó chính là cái lý do mà nó tác động tới tư tưởng nhận thức của nhiều người đó. Và sắp tới đây sẽ có cái kiểu là nếu mà phân tích về những cái sai phạm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì chắc chắn gọi là chống phá Phật giáo, đánh phá Phật giáo. Anh chị xem thử coi có đúng không? Nó không có sai chút xíu nào, và người ta sẽ không nói về những cái sai trái nữa sau khi mà bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ lên, họ phát động cái cuộc thi chỉ nói những điều tốt, đem các giá trị nhân văn về Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên, thì sẽ chỉ có chuyện khen chứ không có chuyện chê.
Nên cái câu chuyện mà ở đây, khi chúng ta quan tâm tới hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ, thì mỗi người sẽ có một chánh kiến, mỗi người sẽ có một cái quan điểm. Nhiệm vụ của tôi là tổng hợp tất cả các thông tin, nhiệm vụ của tôi là quan sát cái chiến lược, và nhiệm vụ của tôi xem xét cách thức họ định hướng thông tin, họ sử dụng các hiện tượng xã hội để phục vụ cho mục tiêu gì. Và cái mục tiêu đó nó có liên quan tới một con đường mà chúng ta đang theo đuổi, đó chính là con đường dân trí. Sử dụng truyền thông để khai dân trí, cũng giống như bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ sử dụng truyền thông để họ tìm kiếm, họ giữ Phật tử đó, họ tìm kiếm thu nhập từ phía truyền thông. Thì chúng ta đang làm phần đối trọng, đó chính là chỉ ra sai trái, vạch ra các góc khuất trong tổ chức này, trong tập đoàn này. Nên việc mà họ phải thay đổi chiến lược thông tin, thậm chí là định hướng luôn cả dư luận, cho phép các YouTube đưa thông tin nằm trong khuôn khổ vẽ theo ra đúng cái kế hoạch của họ, thì quý vị đều thấy rằng nó không đơn giản chỉ là chuyện theo like, câu view, câu trend. Nó là chuyện định hướng lại dòng thông tin mà hiện tượng hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ được khai thác một cách tối đa tuyệt đối. Và tôi có thể nói thẳng rằng là họ đang sử dụng hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ hết sức là hiệu quả để có thể phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Còn những người có cơ hội có thể nhìn thấy hay không á, thì ở đây ví dụ như tại hải ngoại này, người ta đâu có cần những ông sư lên nói họ hạnh đầu đà là cái gì, tu như thế nào mới đúng không đúng. Người ta chỉ cần những người đang sống ở những quốc gia mà không bị hạn chế về quyền tự do tôn giáo trả lời và phân tích cho người ta nhìn thấy. Nếu nói làm theo lời Phật dạy, thì việc của hành giả Thích Minh Tuệ làm theo lời Phật dạy một cách đơn giản, dễ hiểu, gần gũi nhất, đó là giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy, tại sao lại bị xem là hiện tượng gây mất an ninh trật tự, hiện tượng gây mất an ninh chính trị của Việt Nam? Vì mục tiêu của nó hoàn toàn là chuyện tốt, chỉ trừ khi người ta muốn sử dụng tôn giáo, cụ thể ở đây là Phật giáo, để dẫn dắt quần chúng, để mê hoặc quần chúng, để khiến cho quần chúng u mê lầm lạc, thì hình ảnh và hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ nhắc cho người ta nhớ tới các giá trị của Phật giáo Nguyên Thủy, xa rời các hiện tượng u mê, mê tín dị đoan, thì nó trở thành mối nguy hiểm. Và cái mối nguy hiểm đó đã khiến cho chế độ phải buộc tước đi rất nhiều quyền tự do, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do đi lại của các công dân khác, những người mà xem sư Thích Minh Tuệ như là người khai sáng, như là ví dụ dẫn đường, kể cả gia đình cũng đang bị sử dụng. Nên tôi hy vọng rằng những thông tin tôi chia sẻ có thể làm quý vị cảm thấy sốc và khó chịu khi nghe, nhưng nó là thực tế. Ở đó nếu chỉ nghĩ căn bản về một chuyện đơn giản thôi, ông Thích Minh Tuệ nổi tiếng đi thì nhiều người quay phim chụp hình cho là cản trở giao thông, mất an ninh. Những người khác không nổi tiếng, có đầy đủ giấy tờ tùy thân, tại sao không được phép mặc y phấn tảo và không được phép đi khất thực trên đường? Bởi vì họ muốn người ta quay trở lại ban đầu, để công nhận là nhà sư thì phải được giáo hội, tập đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng dấu xác nhận. Mà đó lại không phải là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Vấn đề nó chỉ đơn giản ở chỗ là họ biến hết tất cả mọi người quan tâm trong hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ thành công cụ để phục vụ cho mục tiêu là đổ lỗi. Ở đó chỉ có dân đổ lỗi cho dân, người này đổ lỗi cho người khác, còn chính quyền là chính cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, phải chịu trách nhiệm về việc bảo đảm quyền tu tập, phải chịu trách nhiệm về chuyện bảo đảm hiến pháp được thực thi, công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do tụ tập, tự do tôn giáo. Thì họ đang tìm đủ mọi cách để hạn chế cái quyền đó, thì không ai truy trách nhiệm của chính quyền cả. Nên đến bây giờ sự việc này nếu nó phải đi thì chúng ta sẽ phân tích về bản chất sâu bên trong của nó. Và tôi rất biết ơn quý vị vì quý vị đã luôn dành thời gian cho tôi, và biết ơn quý vị vì đã chia sẻ cùng tôi ở những chủ đề này. Nếu chúng ta còn trăn trở
và yêu quý hành giả Thích Minh Tuệ, thì chúng ta hãy nhớ một điều rằng nếu đó là một con người có thể lay động dân Việt Nam thì tại sao phải bứng con người có thể lay động dân Việt Nam đó đưa sang Ấn Độ? Tại sao chính phủ, nhà nước không tạo điều kiện cho con người có thể thức tỉnh, lay động, đánh thức giá trị đạo đức của người Việt Nam ở Việt Nam, tạo điều kiện mà lại phải bứng sang, định hướng, hướng dẫn bằng đủ cách này hay cách khác cho đi sang Ấn Độ? Trả lời được câu đó thì tôi tin rằng là lúc đó quý vị tự mình tìm ra được cho mình cái câu trả lời là liệu sư Thích Minh Tuệ đóng góp gì, giúp ích gì cho Việt Nam, và các giải pháp để bảo vệ sư Thích Minh Tuệ thì nó hoàn toàn không có gì là khó, chỉ là muốn làm hay không làm mà thôi. Thưa quý vị, tôi xin phép kết thúc phần chia sẻ ở đây. Biết ơn quý vị vì đã dành thời gian, và chúc các khán giả tại Việt Nam ngủ ngon. Mọi người vui nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.